Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh kiến thức chuyên sâu. Sau vụ bang Michigan công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày khát nước ở Mỹ, còn tiểu bang California thì lại công nhận ngày 11 tháng 5 chính là ngày nhân quyền Việt Nam. Vì sao lại có hai ngày này? Thì các bạn cứ xem video trước đây, tôi đã đăng thì sẽ rõ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề khác, một vấn đề tưởng chừng như không liên quan, lại liên quan không tưởng. Câu chuyện hôm nay của chúng ta sẽ có nội dung nói về ngành báo chí. Một ngành nghề đang vô cùng phát triển, gặt hái được nhiều lợi nhuận kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Chắc các bạn vẫn còn nhớ rõ chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ là Antony Blinken tới thăm Việt Nam. Điều đang nói là trước khi tới đây, ông ấy đã từng rất nhiều lần tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, bắt giữ các nhà báo độc lập, nói lên chính kiến của mình một cách trái phép. Vâng, hầu hết cái mà được gọi là những nhà báo độc lập này lại tới từ tiểu bang khát nước Cali. Tuy nhiên, tố cáo thì là vậy. Nhưng mà khi ông ấy tới Việt Nam, thì ông ấy lại tuyên bố rất rõ ràng rằng Hoa Kỳ tôn trọng nhân quyền của Việt Nam tôn trọng tự do của Việt Nam cũng như tôn trọng chính sách và thể chế của chính phủ Việt Nam luôn. Nhưng rồi sao? Có lẽ ông ấy quên nói một câu cuối hoặc là nói thầm trong lòng rằng tôi nói tôi tôn trọng là chỉ tính khi tôi ở Việt Nam, còn khi về nước thì đâu lại vào đó. Và thực tế đã chứng minh bỗng đâu này nói ra hai ngày 30 tháng 4 và 11 tháng 5 như ta đã nói ở đầu video. Vấn đề bây giờ là những tưởng câu chuyện chỉ gói gọn trong lòng của nước Mỹ. Nhưng không, sau sự kiện của một cái hội mang cái tên gọi là Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF công bố chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2023 vào vài ngày trước có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong hội nghị thì tôi thấy rằng các tổ chức như thế này đang thật sự xâm phạm nghiêm trọng tới thể chế, công việc nội bộ cũng như chủ quyền của các quốc gia một tổ chức tư nhân nhưng lại được các quốc gia phương Tây lấy đó làm căn cứ từ một cái bảng xếp hoạng quần quẻ để đánh giá tự do, dân chủ và nhân quyền hay thể chế của cả một quốc gia. Theo đó, ngày mùng 3 tháng 5 cũng chính là ngày tự do báo chí thế giới, nên các tổ chức mang tên gọi phóng viên không biên giới đã đưa ra một bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2023 được đánh giá dựa trên môi trường hoạt động báo chí của 180 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Xếp hạng này chúng ta cứ hiểu theo kiểu đèn giao thông, màu xanh có nghĩa là ổn áp, màu vàng có nghĩa là trung bình, còn màu đỏ là đáng báo động, là một quốc gia không hề có tự do báo chí. Vâng, và như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình thì Việt Nam và Trung Quốc đứng thứ 2 và 3 trong bảng xếp hạng tự do báo chí, nhưng là từ dưới lên. Vị trí hạng nhất 180 trên 180 quốc gia bị cái tổ chức này đánh giá, vui mừng gọi tên Triều Tiên. Trong khi đó, những người Nga bởi vì cuộc tấn công tại Ukraine cũng được sắp xếp ở vị trí 164, một vị trí cũng gần chốt bảng và đỏ quạch về nền tự do báo chí. Tất nhiên rồi, những quốc gia đứng đầu, những quốc gia thuộc đèn xanh và đèn vàng, tất cả trong đó đều có các quốc gia tới từ phương Tây. Điều buồn cười nhất ở đây là Ukraine. Sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014, thì tổng thống Zelensky đã cho đóng cửa hầu hết các phương tiện truyền thông đối lập với cả ông. Thậm chí, việc nói tiếng Nga vào lúc này cũng đang trở thành một vấn đề vi phạm hiến pháp Ukraine. Thế nên không có gì lạ, trước khi Nga tấn công Ukraine thì quốc gia này tự do báo chí chỉ xếp hạng 106 trên 180 quốc gia, có nghĩa là cũng ở trong vùng đỏ. Nhưng thần kỳ cái là, từ sau khi Nga tấn công Ukraine thì quốc gia này bỗng chốc nền tự do báo chí lại nhảy lên số 79, thuộc vùng màu vàng, có nghĩa là vùng an toàn. Đây là một trong nhiều lý do mà tôi gọi cái bảng xếp hạng này là bảng xếp hạng quần quẻ. Cái tổ chức phóng viên không biên giới, sau khi sắp xếp thứ hạng cho Ukraine xong, họ viết đánh giá như sau. Cuộc chiến do Nga phát động vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã đe dọa sự tồn vong của truyền thông Ukraine. Trong cuộc chiến thông tin này, Ukraine đang đứng ở tuyến đầu để chống lại sự mở rộng hệ thống tuyên truyền của Điện Kremlin vâng vâng từ khi nga tấn công ukraine việc chế độ kiev phá rỡ các tượng đài lịch sử cấm văn hóa nga cấm luôn cả những người nói tiếng nga cấm tất cả các phương tiện truyền thông trên lãnh thổ có quan điểm đối lập với cả chế độ kiev bỗng chốc nó lại được cái tổ chức này lý giải rằng đây là một cuộc chiến để chống lại những thông tin sai lệch tới từ điện kremlin và chính nhờ cái sự anh dũng này mà ukraine từ một quốc gia không hề có tự do báo chí bỗng chốc nhảy lên giữa bằng xếp hạng trở thành một quốc gia có nền tự do báo chí hơn cả việt nam trung quốc và nga Rõ ràng nhìn vào bảng xếp hạng chúng ta đã thấy được Các tổ chức này thực tế ra là một công cụ tuyên truyền cho nền tự do dân chủ của phương Tây. Tại sao phải búp Ukraine lên giữa bảng xếp hạng ư? Bởi vì đơn giản là Ukraine đang chiến đấu cho nền tự do dân chủ và nhân quyền của phương Tây theo như tổng thống online Zelensky nói và theo như các quan chức tới từ liên minh châu cũng như Mỹ cũng công nhận điều đó với chúng ta. Vậy nên, rõ ràng là không thể nào để một quốc gia chiến đấu cho nền dân chủ lại có một nền tự do báo chí xếp bét bảng xếp hạng phải không? Còn về phía Việt Nam, Nga và Trung Quốc Ngay cả trước khi có sự kiện tại Ukraine Thì cái tổ chức pha kè này cũng đánh giá ba quốc gia của chúng ta Đều ở vị trí bét bảng xếp hạng Có nghĩa là thứ hạng không thay đổi mấy so với bảng xếp hạng của năm 2023 Và đây chính là nội dung chính trong video ngày hôm nay Tôi sẽ phản bác lại những quan điểm sai lệch của cái tổ chức mà tôi gọi là pha kè này Bằng những số liệu thực tế để nói lên rằng Đây chỉ là một trong nhiều tổ chức nhận tiền để để ép tới những quốc gia không tuân theo những giá trị của phương Tây tôi thật sự không biết rằng nền báo chí của việt nam có trong giai đoạn đáng báo động hay không nhưng có một thực tế rằng càng ngày càng có ít những bài phản biện bài luận xuất sắc để phản bác những quan điểm sai lệch của phương tây giờ đây bọn họ có vẻ như thích dịch lại các bài báo tới từ phương tây trong cuộc xung đột giữa nga và ukraine để đăng lên mạng kiếm càng nhiều tiền càng tốt chứ không hề thích dùng các thông tin đó để lập luận ngược lại phản bác những quan điểm sai lệch tới từ phương tây rõ ràng là phương án thứ hai thì tốn vô cùng nhiều thời gian mà tiền thì chẳng có mấy nên chẳng ai muốn làm điều này cũng phải thôi Vậy nên hay là để cho kênh kiến thức chuyên sâu đi Bởi vì tôi là một người khá rảnh rỗi Thế nên tôi sẽ mầy mò để phản bác lại những quan điểm sai lệch từ cái tổ chức báo chí quốc tế không biên giới này cho các bạn nghe Đầu tiên, hãy xem tổ chức này đánh giá như thế nào với ba nước Nga, Việt Nam và Trung Quốc với Trung Quốc, thứ hạng của quốc gia này không thay đổi mấy Vào năm 2022 trở lại, quốc gia này xếp thứ 175 trên 180 Và năm 2023 là 179 trên 80 RSF đánh giá Trung Quốc như sau Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo và chế độ của họ đang tiến hành một chiến dịch đàn áp báo chí và quyền được biết thông tin trên toàn thể thế giới. Vâng, trong khi Nga thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Vào năm 2022 trở lại thì quốc gia này xếp hạng 155 trên 180 và vào năm 2023 thì tự do báo chí của quốc gia này là 164 trên 180, tụt khoảng 10 hạng nữa. RSF đánh giá rằng Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hầu hết các phương tiện truyền thông độc lập đã bị cấm, chặn hoặc bị tuyên bố là đặc vụ của nước ngoài hoặc tổ chức không mong muốn. Tất cả những người khác phải chịu sự kiểm duyệt của quân đội. Cuối cùng là Việt Nam của chúng ta. Trước năm 2022 thì chúng ta cũng chẳng khá khẩm gì, xếp hạng 174 trên 180. Và năm 2023, các bạn đã nhìn thấy chúng ta xếp hạng 178. RSF đánh giá rằng các phương tiện truyền thông truyền thống của Việt Nam đang bị kiểm soát chặt chẽ bởi độc đảng. Các phóng viên và blogger độc lập thường xuyên bị bỏ tù, khiến Việt Nam đang trở thành một quốc gia có số lượng nhà báo bị bỏ tù nhiều thứ ba trên thế giới. Nghe thật là bi hài phải không nào? Tại sao tôi lại coi đây là một câu chuyện cười? Bởi vì nó cho thấy trong nhiều năm qua, Đảng và chính phủ của Việt Nam đang phải chống chọi với nhiều vẹn dân chủ và nhân quyền với số lượng lớn ra sao. Tại sao họ là đánh vào nền tự do báo chí của chúng ta? Đơn giản là bởi vì họ ghét, họ cay. Tại sao lại cay ừ? Bởi vì tổ chức này có rất nhiều nguồn được tài trợ mà tôi sẽ nói ở cuối video Còn bây giờ, lý do họ cay đã có từ năm 2017 Khi mà Trịnh Xuân Thành, người bị Việt Nam truy tố, đang trốn ở Đức Bằng một phép màu nào đó, dưới ánh sáng chân lý của Đảng Đã bị cảm hóa và xin trở về Việt Nam Được rồi, lúc này Bộ Ngoại giao Đức khá là xấu hổ về sự cảm hóa này Thế nên họ đã tố cáo Việt Nam bắt giữ trái phép Trịnh Xuân Thành Sau đó còn đòi cắt đứt quan hệ ngoại giao với cả Việt Nam chúng ta còn về phía Việt Nam thì chúng ta tỏ ra vô cùng quan ngại sâu sắc về những phát biểu này của Bộ Ngoại giao Đức. Tuy nhiên, chúng ta cũng tôn trọng quyết định này. Tuy nhiên, vào năm 2020, trước những lợi ích kinh tế vô cùng to lớn với cả Việt Nam, thì phía Đức lại quay ngắt 180 độ. Bọn họ lại muốn khôi phục quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam chúng ta. Ngoại trưởng của Đức vào lúc đó đã khẳng định rằng quan hệ với Việt Nam đang được cải thiện từng ngày, đáng kể so với một số khác biệt trong quá khứ. Ngoại trưởng của Đức vào lúc đó đã công khai ca ngợi Việt Nam vì những tiến bộ quan trọng trong cải cách và mở cửa kinh tế trong những năm gần đây. Vâng, điều này nói lên cái gì? Đó là chơi với cả các nước phương Tây vô cùng dễ Cho họ tiền hoặc cho họ lợi ích thì họ coi chúng ta là bạn Còn hết tiền, hết lợi ích thì họ lấy nhân quyền đe dọa chúng ta Điển hình nhất cho vụ không có lợi ích và bị phương Tây kêu gào Đó là chuyện chúng ta phạt ông Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù Vì tội tàng trữ và phát tán tuyên truyền các thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước Việt Nam Tiếp theo đó, đài địch còn lên án tố cáo Việt Nam giống như vụ Trịnh Xuân Thành bắt giữ trái phép nhà dân chủ quậy chuyên xuyên tạc và chống phá đất nước mang tên Đường Văn Thái đang lẩn trốn ở Thái Lan. Tuy nhiên có vẻ như tuyên truyền tới từ phương Tây đang có sự sai lệch Đường Văn Thái cũng giống hệt như Trịnh Xuân Thành Trước sự cảm hóa và ánh sáng của đảng Thì đồng chí này đã quyết định rời khỏi Thái Lan và xâm nhập trái phép trở lại Việt Nam Đổi lại các đại địch đều nói rằng chúng ta đang bắt giữ trái phép Và đàn áp các nhà dân chủ quậy nói lên tiếng nói của mình Tiếng nói quái gì ở đây mà toàn là chửi đảng Rồi là chống phá nhà nước Tôi xin hỏi tiếng nói đấy là tiếng nói cái gì đây Đặt ngược lại vấn đề Nếu nói Việt Nam không có tự do dân chủ hay tự do báo chí Vậy tại sao kênh kiến thức chuyên sâu có thể tự do nói những điều này trên đây chỉ là một số vụ tiêu biểu trong rất nhiều các vụ chống phá nhà nước Việt Nam mà các bạn có thể sơ trên mạng. Nếu chính phủ không có hành động thì những người này sẽ lôi kéo dư luận đi về đầu và đất nước sẽ ra sao với những biến động đó. Các bạn thử hiểu hậu quả vô cùng nghiêm trọng của những điều này. Hậu quả mà rất có thể tương lai Việt Nam sẽ trở thành một Ukraine thứ hai nếu nghe theo những xuyên tạc, biện đặt và chống phá chính sách của nhà nước. Vâng, chính vì căn cứ vào những điều này mà các tổ chức phóng viên không biên giới lấy đó làm tiêu chí để đánh giá rằng việt nam không có tự do báo chí xếp cuối bét bảng xếp hạng như các bạn đã thấy ở đầu video xếp hạng này có nghĩa là gì có nghĩa là những người mang tư tưởng chống chính phủ chống đất nước thì được lấy đó làm chuẩn mực để công nhận còn những người nói lên tiếng nói phản bác lại những quan điểm này thì không được lấy đó làm chuẩn mực để xếp hạng tự do báo chí ở mỗi quốc gia đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép tới từ phương tây họ nói nga trung quốc và việt nam không có tự do báo chí nhưng chẳng phải chính họ đang cấm sự tự do báo chí trong chính quốc gia của mình hay sao đơn cử như vụ ngoại trưởng nga sergei lavrov tham dự buổi họp báo tại hội đồng bảo an liên hợp quốc ông ấy đã nói rõ ràng rằng chính những người mỹ đã không hề cấp thị thực cho tất cả các phóng viên và báo chí tới trường nga họ chưa được phép đến đây ghi hình sau khi ngoại trưởng nga về nước vâng khi mà ông lavrov về nước thì còn ghi hình cái quái gì đây chưa dừng lại ở đó ở châu vào lúc này, các phương tiện truyền thông tới từ Nga hầu hết đã bị cấm, điển hình như một số trang RT và Sputnik. Giờ thì tôi đã hiểu một phần tại sao Trung Quốc cấm các phương tiện truyền thông tới từ phương Tây. Rõ ràng sự tự do báo chí như một phương Tây tập thể tô vẽ, nó chỉ là một tiêu chuẩn kép. Một sự áp đặt, xuyên tạc đối với các quốc gia không theo tiêu chuẩn của bọn họ mà thôi. Họ nói rằng họ cấm truyền thông Nga bởi vì sự tự do của báo chí, tránh những thông tin sai lệch. Trong khi họ áp đặt sự không có tự do báo chí lên Trung Quốc, Việt Nam hay Triều Tiên lại là sự chuẩn mực của thế giới phải nghe theo. Vậy cái tổ chức phóng viên không biên giới ra cái bảng đánh giá chỉ số tự do báo chí thế giới là do ai tài trợ và cái tổ chức này hoạt động như thế nào đây? Tất nhiên là cái tổ chức này do phương Tây tài trợ rồi, bởi vì trong các báo cáo của họ, mọi thứ ở phương Tây đều ổn cả, ngoại trừ các vấn đề ở Ukraine, nhưng vấn đề này lại tới từ các quốc gia có nền tự do báo chí vô cùng hỗn loạn theo như cái cách mà họ đánh giá. Nào, chúng ta hãy xem báo cáo tài chính thường niên của cái tổ chức này vào năm 2021 và đầu năm 2022. Theo đó, tổ chức này đã nhận được tổng cộng 8 triệu euro tiền tài trợ. Điều đang nói là một tổ chức phi chính phủ lại nhận được số tiền tài trợ lên tới hơn 4 triệu euro từ Ủy ban Liên minh châu và các bộ ban ngành liên quan. Tiếp đó, 1 triệu euro tiền tài trợ được tới từ các cơ sở tư nhân, giấu tên. Trong đó có thêm hai khoản lớn khác là 1 triệu euro tới từ tài trợ của các doanh nghiệp và cá nhân và 1,4 triệu euro từ việc đăng tranh ảnh, các bài báo để quảng cáo. Nó giống như cách mà tôi kiếm tiền trên YouTube ấy. Vâng, những tổ chức tài trợ bao gồm cả cá nhân và cơ quan tiêu biểu có Liên minh châu Âu đứng đầu. Thứ hai là Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân Chủ mang cái tên NED. Vâng, một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ ở Mỹ lại được tài trợ bởi hai đảng thuộc chính phủ, đó là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Và quỹ này được thành lập từ năm 1983. Nó được xây dựng với mục đích là để hỗ trợ cho các nền dân chủ ở hải ngoại. Và Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân Chủ này cùng với Liên minh châu là hai nhà tài trợ chi nhiều tiền nhất cho tổ chức phóng viên không biên giới Kẻ đang xây dựng bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới Và kẻ cho chúng ta xem Cách viện trợ cũng rất đơn giản Họ chia nhỏ số tiền viện trợ cho nhiều tổ chức mang cái tên khác nhau Bạn nào quên đọc báo cáo tài chính Chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra điểm này Vâng, tổng nhận tài trợ của quỹ phóng viên không biên giới là 8 triệu euro Bây giờ chúng ta sẽ xem tới tổng chi của bọn họ Xem rằng bọn họ chi cho số tiền này và những mục đích gì đây? Rất dễ dàng có thể nhìn thấy ba cột đầu chiếm tới hơn 6 triệu euro tổng chi cho các hoạt động của họ vào năm 2022. Ba hoạt động đó là cột đầu tiên chi phí cho nhân viên đã lên tới gần 3 triệu euro. Cột thứ hai đó là chi phí chung cho các hoạt động của bọn họ là 1,8 triệu euro và cột thứ ba đó là chi phí cho các văn phòng đại diện ở các quốc gia là 1,4 triệu euro. Được cái cái tổ chức này hạch toán chỉ hơn lũ đế lũ hậu ở Việt Nam ở khoảng kẻ bảng có màu sắc. Còn lại thì họ ghi các khoản chi cũng chẳng khác nào như lũ đế lũ hậu Việt Nam viết bằng tay. Nhận 8 triệu 011 euro tiền tài trợ và chi tiêu vừa tròn 8 triệu 010 euro. Hạch toán quá xịn sò con bò, cho bao nhiêu thì cũng tiêu hết, tiêu vừa khít luôn. Và như các bạn thấy, tiền chủ yếu bọn họ chi ra là cho các hoạt động, trả lương cho nhân viên, các hoạt động tuyên truyền. Vâng, và những người trả lương cho các phóng viên mang cái tên rất mỹ miều là phi chính phủ này lại tới từ các chính phủ, điển hình là Liên minh châu và Mỹ. Vậy tôi xin hỏi các bạn rằng, liệu họ có thể nói xấu được phương Tây không? Tổ chức phóng viên không biên giới này thậm chí đã mô tả cách hoạt động của mình như sau. Để làm cơ sở cho việc xếp hạng tự do báo chí, tổ chức phóng viên không biên giới đã gửi một bảng câu hỏi mở rộng tới hàng trăm các chuyên gia trên khắp các châu lục, bao gồm các mạng lưới phóng viên, các tổ chức đối tác cũng như nhà báo, nhà khoa học luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền của các tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, nó không phải là một cuộc khảo sát mang tính đại diện dựa trên các tiêu chí khoa học. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là tổ chức phóng viên không biên giới RSF sẽ gửi một bảng đánh giá cho các đối tác của họ để cho điểm các quốc gia về tự do báo chí. Không một ai biết người được cho bảng này là ai và sau khi những người được cho đưa bảng lại cho bọn họ thì bọn họ sẽ lấy thông tin này như thế nào. Rốt cuộc thì chính cái tổ chức này cũng đã thừa nhận rằng bảng xếp hạng của bọn họ không hề đáp ứng bất kỳ một tiêu chí khoa học nào. Vì vậy, đây không được gọi là một bảng xếp hạng, nó chẳng có một căn cứ nào để có thể vịn vào cả. Ấy vậy mà, chính cả ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đến dự, sau đó ông ấy căn cứ vào những bảng xếp hạng này để tố cáo Việt Nam Nga và Trung Quốc vi phạm nhân quyền hay là không có tự do báo chí với tất cả chúng ta. Giờ đây rất nhiều các trang hoạt động, những trang người Mỹ nói tiếng Việt đang lấy chính bảng xếp hạng tự do báo chí này để tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, không có tự do dân chủ. Đây mới chính là lý do chính tại sao tôi làm video này để cho các bạn nghe. Tôi muốn phản bác những xuyên tạc về bảng xếp hạng này để cho các bạn hiểu được vấn đề bằng những dẫn chứng thực tế nhất về cái cách và những người đang đứng sau điều khiển các tổ chức đại loại như thế này đang chơi bài dân chủ nhân quyền giả cầy như thế nào với cả chúng ta. Tôi đã hỏi rất nhiều các nhà báo mà tôi biết nhưng không một ai trong số họ được cái tổ chức phóng viên không biên giới này liên hệ để khảo sát trong chính Việt Nam vậy rõ ràng các tổ chức này không hề liên hệ qua các phóng viên ở việt nam vậy họ liên hệ ở đâu vâng tôi khá chắc chắn rằng câu hỏi cho điểm khảo sát về tự do báo chí của việt nam được lấy từ loài vẹn ở cali bởi vì khảo sát này vừa được đăng thì tất cả các loài vẹn các trang truyền thông tới từ cali hay nhiều khu vực khác đều trích dẫn bảng đánh giá này như một công cụ để tố cáo việt nam không có tự do dân chủ và nhân quyền cho thế giới xem đây chính là lý do tôi sẽ không bao giờ nghiêng về phía mỹ để chống trung quốc bởi bạn sẽ không biết được bao giờ những người mỹ sẽ bán tất cả chúng ta còn tất cả các bạn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này hãy bình luận ở phần bên dưới nhé còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau